có tuổi rồi tí chẳng thì đó gặp mẹ nó ông có tuổi mà ông cũng mà làm em bị chi mô mà mẹ nó mẹ bô vô có tiền á năm mấy tuổi sao mà năm mấy tuổi mấy có Mỹ nhà em hầu nó là ông có tiền Mỹ á ra ông cho rồi lúc trừ là cho hết có mấy cho hết bò nó luôn có mấy thì ổng nhiều tiền lắm một tháng Mỹ gửi về cho ông mấy đồng đô là để cúng quải luôn mà trừ 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 biết ổng như thế ai gửi gì cho ổng không gửi nữa đó đó thì không gửi nữa đâu gửi nữa mà cho mấy trăm tiền nó cũng đưa cho bọn nó ấy còn xưa là coi người cầm thói cầm mấy đồng đô đó mà đâu biết nhiều chi mình người xứ đó đó cho nhiều cái gì bữa nay mấy đồng đô là nhiều cái nào nhiều cái tiền điện nước rồi lo tiền hương thuốc cúng quải rồi thói cúng về đi mua đi thì đã rồi em mà anh đi được là em thấy suy nghĩ đi suy nghĩ thôi không dám đau đừng có giỡn họ nghe tự nhiên nói việc họ gửi mail về đi con báo quá chừng luôn á chị đời nó không vô ra nó từ bắt đầu là câu hình nó chắc chắn đi nó họ nó đi được nó đi vô chứ độ ủa vô rồi hả mà gác là có ý là có một con bé nó mà ở chung ba đứa thì không được cái hồng con bé nó nhỏ quá chị có mắt
Nó nhỏ cho mẹ. Bài được không? Được chưa? Bài nào? Nộp à? Cô kêu nộp ngay. Rồi cô Giang còn kêu nộp gấp nữa mà. Cái nào? Cho con lấy này hả? Chờ xíu đã. Không có được đi ra đây chờ mẹ mấy phút nữa đã. Lên ngồi ra. Em nghe chó mà.